Xin chào tất cả các em đã đến với chuyên mục Study With Me tuần này cùng với chị. Và trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng học một tác phẩm Sang Thu trong cuốn sổ tay văn học này nhé. Nếu như trong thơ của Xuân Diệu, tín hiệu bắt đầu mùa thu là màu sắc mơ phai của lá vàng. Đây mùa thu tới, với áo mơ phai dệt lá vàng, thì tín hiệu bắt đầu mùa thu trong bài thơ Sang Thu của Hữu Thỉnh lại là hương hồi chính trong làn gió se se lạnh. Bỗng nhận ra hương hồi phả vào trong gió se. Sự biến đổi của đất trời lúc sang thu được nhà thơ phát hiện ra nhờ tín hiệu của sự chuyển mùa là làn gió se nhẹ nhẹ mang theo hương hồi chính lan vào không gian. Một mùi hương đặc biệt của mùa thu ở nông thôn Việt Nam. Hữu Thỉnh đã mang đến cho người đọc một cảm giác bất ngờ ngay từ dòng thơ đầu tiên. Bỗng là bất chợt, có pha chút ngỡ ngàng. Tại sao là hương ủi mà không phải là các hương vị khác? Người ta có thể đưa vào bài thơ những hương vị ngọt ngào của ngô đồng, cúng xanh, hoa ngâu, hoa cúc, nhưng Hữu Thỉnh thì không. Giữa tiết trời cuối hạ đầu thu, ông nhận ra hương vị thơm thơm, ngọt ngọt của những trái ổi chín. Một mùi hương vốn dĩ quen thuộc mà có lúc nào đó bị bỏ quên đã bắt đầu trở về khi chúng sang thu để người đọc có cảm giác tưởng lạ mà quen, hương vị thân thuộc của làng quê. Hương ổi trong gió đầu mùa se lạnh chính là sứ giả của mùa thu. Nó đến khẽ khàng, khẽ đến mức mà nếu ai vô tình sẽ không thể nhận ra được. Câu thơ ngắn gọn mà có cả gió, cả hương. Có thể nói, Hữu Thỉnh đã có một phát hiện về khúc giao mùa thật tinh tế và đặc biệt. Phát hiện của ông đã tạo nên một hồn thơ xứ sở đầy nét đặc trưng, thi vị. Sau làn gió se lạnh mang theo hương ổi chính là làn sương mỏng răng mắc, nhẹ nhàng, chuyển động chậm chậm nơi đường thôn ngõ xóm. Sương trùng trình qua ngõ, hình như thu đã về. Mà sương thu hình như cũng muốn tận hưởng tròn vẹn hương thơm ngọt ngào và cái lên lệnh đầu thu, nên nó còn đang trùng trình, chưa muốn tan đi. Hai chữ trùng trình đã diễn tả rất nên thơ bước đi chậm chậm khi trở về của mùa thu. Từ lái trùng trình dùng rất đắt đã làm toát lên thần thái của mùa thu, không vội vàng, hồ hởi mà luôn tạo nên sự mơ hồ và mông lung nhất. Trùng trình còn là sự cố ý muốn làm chậm lại, rung rinh, lay động. Sự rung rinh lay động hay là sự rung động trong tâm hồn Hữu Thỉnh. Nếu như từ bỗng bộc lộ cảm xúc ngạc nhiên của tác giả khi mùa thu về, thì từ hình như lại thể hiện sự phỏng đoán một cách mơ hồ của tác giả. Hai câu thơ rất tinh tế và cũng thật sâu sắc, gợi lên sự mơ hồ của giây phút chuyển mùa. Không gian có sự hòa hợp giữa hương ổi dịu dàng, gió thu nhẹ nhẹ với sương thu mơ màng, tạo nên một ấn tượng đặc biệt mà ta khó lòng quên được.